Chiều nay, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, Nguyễn Văn Tăng đã trao thưởng cho Công an quận Hải Châu vì đã có thành tích khám phá, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố. Theo đó vào trưa ngày 22 tháng 2, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu bắt quả tang Phạm Bá Nhân, 28 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng khi đang chuẩn bị giao ma túy cho thượng đế tại đường Lê Đình Lý, khám xét trên người đối tượng các trinh sát thu giữ 5 gói ma túy đá. Tiếp tục khám xét nơi ở của nhân, công an thu giữ tổng cộng 18 gói ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ để phân chia ma túy. Tiếp đó, trong tối cùng ngày, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu tiếp tục phát hiện và bắt quả tang Phạm Viết Tâm, 22 tuổi, trú Hòa Ninh, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đang mang theo 10 quái ketamin và 100 viên thuốc lắc Điều tra mở rộng, chính sách tiếp tục bắt giữ đồng bọn của Tâm là Lê Văn Lanh, 24 tuổi, cùng trú Hòa Ninh, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Khám xét nơi ở của các đối tượng tại phòng trọ trên đường An Thượng 29, công an thu giữ 4 quái, ketamin và 20 viên thuốc lắc. Chiến công này góp phần chặn đứng nguồn cung ma túy cho các quán bar, búp, karaoke khi bắt đầu được phép hoạt động trở lại.